Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 38 biểu thức số tính giá trị của biểu thức tiết thứ 3. Và đến với tiết thứ 3 chúng ta sẽ khám phá với một tình huống sau. Đó là mỗi con thỏ có hai cái tai. Hỏi ba con thỏ trắng và bốn con thỏ nâu có tất cả bao nhiêu cái tai. Bây giờ chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài toán một lần. Sau đó hãy cho thầy biết bài toán đã cho chúng ta biết điều gì và yêu cầu chúng mình làm gì. Ở đây thì chúng mình thấy bài toán cho chúng ta biết đó là mỗi con thỏ có bao nhiêu tai. À đúng rồi, mỗi con thỏ có hai cái tai, đúng không? Mà hỏi ba con thỏ trắng và bốn con thỏ nâu thì có tất cả là bao nhiêu cái tai, đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Và chúng ta thấy là các bạn như bạn Mai, bạn Việt và chú robot đưa ra một số cách tính như sau. Đầu tiên thì bạn Mai bạn ấy tính mình tính riêng số tai của thỏ trắng, thỏ nâu rồi cộng kết quả với nhau. À, bạn Mai thì bạn ấy tính riêng đúng không? Bạn ấy tính xem thỏ trắng là bao nhiêu cái tai đúng không? À, tức là chúng ta thấy là mỗi con thỏ thì có hai cái tai, như vậy bạn ấy sẽ tính đó là ba con thỏ trắng thì bao nhiêu cái tai đúng không? Và bốn con thỏ nâu thì bao nhiêu cái tai. Sau đó bạn ấy cộng hai kết quả này lại với nhau. Còn bạn Việt thì lại tính mình tính tổng số thỏ rồi lấy 2 nhân với tổng đó, tức là bạn ấy tính tổng cộng cả thỏ trắng và thỏ nâu lại, xong đó bạn ấy nhân với 2 vì mỗi con có hai cái tai mà, đúng không? Còn chú robot thì cho biết cả hai bạn tính đều đúng. Cách tính của Nam là tính giá trị của biểu thức 2 nhân với 3 mở ngoặc cộng 4 đóng ngoặc. À, ở đây chúng ta thấy biểu thức có xuất hiện là đúng rồi, biểu thức có xuất hiện ngoặc đúng không? Và chúng mình thấy 3 cộng 4 là ở trong cái ngoặc kép này. Vậy thì để tính được những cái giá trị mà có ngoặc kép này thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy là biểu thức của bạn Nam sẽ là như sau. Tính giá trị của biểu thức 2 nhân mở ngoặc 3 cộng 4 đóng ngoặc như sau. Thì ở đây chúng ta sẽ tính đó là 2 nhân với mở ngoặc 3 cộng với 4 đóng ngoặc sẽ bằng 2 nhân với 7. Thì ở đây chúng ta thấy là biểu thức này chúng mình tính ở đâu? Đúng rồi, chúng ta tính trong ngoặc đúng không? À, chúng mình vẫn thấy 2 giữ nguyên, dấu nhân giữ nguyên và 3 cộng với 4 sẽ là 7. Như vậy biểu thức này tính ở trong ngoặc và 2 nhân 7 sẽ bằng 14. Vậy thì chúng mình thấy biểu thức mà có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ tính như thế nào? À đúng rồi, nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước. Chú ý một điều nhé, chúng mình cố gắng ghi nhớ điều này. Đó là nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước. À, như vậy thì người ta đưa ra dấu ngoặc để cho chúng mình nhận biết là phải tính ở trong ngoặc này này trước. Chúng ta cố gắng dừng video, xem lại phép tính và đọc lại ghi nhớ một lần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái hoạt động tiếp theo ở trong phần luyện tập. Thì chúng ta sẽ có phép tính ở trong bài tập 1, đó là tính giá trị của biểu thức theo mẫu. Thì chúng mình sẽ có là 30 chia cho 20 trừ cho 14. Thì chúng ta thấy là đây có biểu thức có dấu ngoặc đúng không? Vậy thì chúng ta tính trong ngoặc trước. Cụ thể chúng ta thấy là 30 chia cho 6. 6 ở đây chính là 20 trừ cho 14 thì bằng 6.
và 30 chia 6 bằng bằng 5. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có các phép tính A 45 chia cho mở ngoặc 5 cộng 4 đóng ngoặc, B 8 nhân mở ngoặc 11 trừ 6 đóng ngoặc, C 42 trừ mở ngoặc 42 trừ 5 đóng ngoặc. Đây đều là những biểu thức có chứa ngoặc đúng không? Vậy thì chúng mình cố gắng đọc lại ghi nhớ lúc nãy và làm những bài tập này. Sau đó chúng ta cố gắng quan sát lên màn hình để xem đáp án nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tính ở biểu thức A thì tính như thế nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ tính 45 đúng không? Và chia cho 5 cộng với 4 ở trong ngoặc này thì chúng ta thấy là chúng ta tính trong ngoặc trước. Như vậy 45 chia cho 5 cộng 4 thì bằng bằng 9, 45 chia 9 thì bằng bằng 5. Vậy thì biểu thức B, à chúng ta cũng tính trong ngoặc trước đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là 8 nhân cho 5, 5 ở đây chính là tính ở trong ngoặc, 11 trừ đi 6 bằng bằng 5 và 8 nhân 5 thì bằng 40. Còn biểu thức C chúng ta thấy là cũng có dấu ngoặc đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tính trong ngoặc trước. Cụ thể 42 trừ đi 37, 37 ở đây chính là 42 trừ 5 ở trong ngoặc. Và 42 trừ đi 37 sẽ là bằng bằng 5. Vậy là thầy đã hướng dẫn xong bài tập số 1. Chúng mình có thể quan sát lên màn hình cũng như quan sát trong sách giáo khoa xem chúng ta có làm đúng hay là làm sai. Nếu như chúng ta tính sai thì chúng ta có thể kiểm tra lại và sửa lại bài làm của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo, đó là chọn số là giá trị của mỗi biểu thức. Ở đây chúng ta thấy là chọn số là giá trị của mỗi biểu thức. À, mỗi con tàu chúng ta thấy đều có những cái biểu thức. Và ở trong bến này, mỗi cái âu tàu sẽ là giá trị của các cái biểu thức ở trên con tàu đó. Việc của chúng mình sẽ phải tính xem các cái biểu thức trên con tàu đó là bao nhiêu để đưa chiếc thuyền đó vào những âu có số là giá trị biểu thức ở đây. Đầu tiên thì chúng ta thấy là 15 cộng 5 ở trong ngoặc và chia cho 5. Các phép tính còn lại chúng ta thấy 32 trừ cho mở ngoặc 25 cộng 4 đóng ngoặc, 16 cộng mở ngoặc 40 trừ 16 đóng ngoặc, 40 chia mở ngoặc 11 trừ đi 3 đóng ngoặc đều là những biểu thức có chứa ngoặc đúng không? Vậy thì chúng ta hãy dừng video và làm những bài tập này. Thì để biết được giá trị chọn số là giá trị của một biểu thức thì chúng ta phải tính xem là các biểu thức này có kết quả là bao nhiêu, trùng với những cái âu tàu bên đây không đúng không? Và sau đó chúng mình có thể nối lại. Thì ở đây thầy sẽ tính nhậm cho chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta thấy là 15 cộng với 5 chia cho 5. Chúng ta thấy 15 cộng với 5 đó là phép tính nha, trong ngoặc. Như vậy chúng ta sẽ tính trong ngoặc trước, 15 cộng 5 sẽ là 20, 20 chia cho 5. 20 chia 5 bằng 4. Như vậy tàu đầu tiên sẽ chọn số giá trị là số 4 ở đây đúng không? Tàu thứ hai sẽ là 32 trừ cho 25 cộng 4. 25 cộng 4 thì mở ngoặc đóng ngoặc. Như vậy chúng ta tính trong ngoặc trước. Và chúng ta thấy 32 trừ cho 29, 29 chính là phép tính ở trong ngoặc và bằng 3. Chúng ta chọn số giá trị biểu thức con tàu thứ thứ hai đó là 3. À, con tàu thứ ba đó là 16 cộng với 40 trừ cho 16 ở trong ngoặc, mở ngoặc đóng ngoặc. Thì chúng ta thấy là tính trong ngoặc trước đúng không? Như vậy chúng ta thấy là 40 mà trừ 16 thì còn là 24. Và 16 cộng 24 thì là bằng 40. Và con tàu thứ ba chọn số giá trị biểu thức sẽ là 40. Tiếp theo thì chúng ta thấy là tàu cuối cùng 40 chia cho mở ngoặc 11 trừ đi 3 đóng ngoặc. Ở đây chúng ta tính trong ngoặc trước. 11 trừ đi 3 sẽ bằng 8 và tả 40 chia cho 8 thì bằng 5. Thì con tàu cuối cùng chọn số giá trị biểu thức đó là 5. Chúng ta kiểm tra lại bài làm của chúng mình xem có giống với bài làm của thầy trên màn hình hay không. Và như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài tính giá trị biểu thức tiết thứ ba. Bạn nào thứ hai thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo với những video tiếp theo. Xin này cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.